Hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với chương trình bản tin cuối tuần. Đây là cái bản tin cuối cùng của phiên bản 3.5. Với tuần cuối cùng của phiên bản 3.5 thì anh em đang có một trải nghiệm game như thế nào, anh em hãy để lại bình luận nhá. Trong tuần qua thì cái thông tin mà theo mình phải nói là đặc biệt nhất thì phải đưa lên đầu bản tin, đó là cái chuyện là kênh của mình đã bị rap video. Do dạo gần đây mình nhận được nhiều câu hỏi về chuyện là cái kênh này, kênh kia có phải là của mình hay không. Thì theo mình là đây là rõ ràng là một cái dấu hiệu mà không thể đùa nữa rồi, và mình cần phải lên tiếng để cảnh báo anh em. Kẻo xảy ra những cái trường hợp là có thể những cái kênh mạo danh kia sẽ lừa mọi người donate chẳng hạn, hay là gửi tài khoản đúng không? Để trục lợi. Nó rất là nguy hiểm, nên là mình phải lên tiếng cảnh báo cho mọi người, và mình xin nhắc lại một cách rõ ràng là mình đã làm chuyện đó rồi nhá. Tất cả các kênh khác đều không phải là của mình, và video của mình được đăng tải lại cái kênh đó là do người khác lấy về đăng lại, không được quyền cho phép của mình. Anh em tránh gặp phải lừa đảo nhá anh em, ok. Và xin cảm ơn anh em đã để lại bình luận ủng hộ mình trong cái bài đăng trên tab cộng đồng về cái chuyện cảnh báo này. Và trong những cái bình luận đó thì có một bình luận mình phải nói là đọc xong anh em sẽ cảm thấy nổ não luôn. Có một cảm giác rất là lạ mà anh em không thể có ở đâu khác được. Vừa nghe đây thì anh em sẽ tò mò kiểu đâu bình luận gì, ông cho tôi xem đi. Thì đây là cái bình luận mình xin được trích nguyên văn, và phản hồi của anh em trên kênh thì cũng y như của mình. Nói chung là rất hoang mang anh em ạ. Bình luận của bạn này được bạn ấy tự dán nhãn là đang góp ý cho mình. Vâng, khi làm YouTube thì mình phát hiện ra một điều rất là thú vị, đó là cái cụm từ, cái từ góp ý được sử dụng vô cùng bừa bãi và nó thường xuyên được lạm dụng. 10 lời góp ý thì phải nói là 9 lời nó mang một cái ý nghĩa rất là khác so với cái từ góp ý. Để hình tượng hóa cho dễ hình dung thì mình xin được lấy ví dụ như sau. Tất nhiên là cái meme chỉ mang nhất giải trí rồi, ok. Tắt đèn đi, chả là tâm trí đây. Mèo 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 mèo, chả là tâm trí tôi đây. Cứ như mẹ con tâm nắng trong khu vườn sang trong lòng có ông lòng ngang có. Tắt đèn đi, chả là tâm trí đây. Mèo 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 mèo. Tắt đèn đi. Vâng, trả lời phỏng vấn từ một sự kiện không tên, anh Đạt nghiêm túc cho biết rằng là đời YouTuber Genshin khó hơn nuốt hơn quý vị nghĩ rất là nhiều. Mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm hai chữ góp ý đi rồi biết nó là cái gì. Chợt về giữa giấc mơ, rồi hỏi anh mơ như đang mơ. Em. Hả? Vâng, vừa rồi là mình dẫn một chút thôi, hy vọng là anh em sẽ thích những cái meme cũng như là giải trí đó nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với cái thông tin trong bản tin cuối tuần. Về thông tin trong bản tin cuối tuần thì mình sẽ bắt đầu với mục là những cái thông tin nóng nhất trong tuần, ngoài những thông tin vừa được kể ra. Về thông tin nóng nhất trong tuần thì mình thấy rằng là có 2 bộ thánh vật mới được đánh giá khá tốt, nhưng mà nó không quá vượt trội. Nhiều người đang mong chờ những cái nhân vật hệ thủy trong tương lai sẽ sử dụng được một trong 2 bộ này hoặc là cả 2. Ở chiều ngược lại thì nhiều người lại cho rằng là 2 bộ thánh vật này chỉ là cái bẫy nhựa thôi và nên tránh farm. Nhiều người chỉ ra rằng là bộ di vật xuất hiện ở vào cái thời điểm sắp chuyển sang vùng đất mới như thế này là những cái bộ di vật mà kén người sử dụng. Nhiều anh em thống kê rằng là 1.6 rồi 2.6, sắp tới đây là 3.6 là những cái bộ di vật kén người sử dụng. Và người ta còn chỉ ra thêm rằng là thường những ở đầu phiên bản update siêu khổng lồ như là 2.0, 3.0 và 4.0 sẽ có những bộ thánh vật rất bá đạo, và nhìn lại thì anh em thấy điều này là khá đúng, ok. Vào lúc 11 giờ sáng nay thì nhà phát hành cũng đã giới thiệu cái pháp khí trấn của Baizhu. Cái pháp khí này thì sẽ có ở nửa sau của phiên bản. Nếu anh em quan tâm đến pháp khí này thì mình sẽ phân tích nhanh một chút. Đó là nó là một cái pháp khí tăng HP với dòng phụ 49%, vâng rất cao. Cái pháp khí tương tự cái vũ khí này đó là cái bánh donut của Kokomi, nó cũng tăng HP. Và có thể là nhiều người so sánh hai cái này với nhau. Thì theo như mình thấy thì Kokomi có thể sử dụng được cái vũ khí này, nhưng mà phải đứng sân bật quy mới kích hoạt được tất cả cái phần nội tại của nó. Nhìn chung thì đây là một cái vũ khí mà cũng khá là kén người sử dụng, bởi vì nó tương tự cái donut mà. Nhưng mà trong tương lai thì chưa biết đâu được. Ví dụ chúng ta có Thủy Quốc, một nhân vật nào đó chơi theo HP, chưa biết đâu được. Vâng, một câu hỏi rất là thú vị đó là Baizhu có cần trấn hay không? Khi mà anh em nhìn thấy cái vũ khí này thì theo mình là không. Anh ta có thể sử dụng cái mẫu kim phách cũng rất là ngon, bổ, rẻ và miễn phí. Một trường hợp ngược lại là nếu như anh em đã có roll phải cái bánh donut của Kokomi thì anh em hoàn toàn có thể roll luôn Baizhu và sử dụng cho nhân vật cái bánh donut đó. Thông tin tiếp theo mà mình thấy đáng chú ý đó là về top những việc cần làm chuẩn bị trước sang phiên bản 3.6 thì mình đã làm video rồi. Mặc dù là cái quá trình anh em chuẩn bị để sang phiên bản mới thì thường có nhiều điểm mà giống nhau, nhưng mà trong đó thì vẫn luôn có những cái điểm khác biệt bởi vì các phiên bản nó là khác biệt. Ví dụ như chuẩn bị từ 3.4 lên 3.5 và 3.6 thì người chơi không cần phải làm quest xanh bắt buộc như là cái quét mộ hoàng kim hay là các nhiệm vụ liên quan, mà anh em vẫn có thể làm được các nhiệm vụ thế giới ở 3.6. Một vài điểm khác biệt nữa trong quá trình chuẩn bị thì mình đã làm video rồi nhé. Thông tin đáng chú ý khác trong tuần đó là về cái nhật ký thám hiểm sa mạc đã được nhà phát hành giới thiệu, và trong cái video đó thì cái phần tạo ra nhiều phần bình luận nhất đấy chính là về cái hướng dẫn sử dụng pet bay để mở rương. Nhiều người cho rằng là cái hướng dẫn đó quá cồng kềnh khi mà chúng ta phải dùng con pet chỉnh mỏ neo để bay lên. Nhiều người khi xem cái hướng dẫn đó thì đặt ra một câu hỏi đó là tại sao chúng ta không dùng pet bay lên luôn cái dương để mở. Thì mình xin trả lời rằng là nhà phát hành đã nghĩ tới điều đó rồi. Có thể là khi dùng pet thì anh em có thể không thể mở rương được, và khi anh em giải cái thuật ra thì anh em lại quay trở lại cái vị trí ban đầu nên anh em không thể mở cái rương này. Tóm lại theo mình thì nhà phát hành đã tạo ra vấn đề để bán giải pháp. Mình nghĩ rằng là chuyện trèo lên đầu họ một cách đơn giản như vậy thì sẽ không dễ đâu. Ngoài cái vụ đó ra thì những thông tin khác về khu vực sa mạc mới thì cũng rất là thú vị. Không rõ có phần tiếp theo hay không bởi vì vẫn còn cơ chế của bot tuần chưa giới thiệu, mà chúng ta hãy cùng đợi nhé. Thông tin thú vị tiếp trong tuần thì đó là về cái cốt bánh pizza giá nửa triệu. Mình xin đính chính lại là với khoảng 553.000 Việt Nam đồng hay 533.000 Việt Nam đồng thì người chơi có thể mua được cái bánh pizza cùng với cốt cánh tại Hàn Quốc. Còn về những vật phẩm khác mà nhà phát hành cộng tác chung với nhãn hàng thì chúng ta phải trả tiền thêm để mua, nó có tính giá khác luôn. Có nghĩa là với khoảng 500.000 thì người chơi không thể mua được tất cả những cái thứ đồ này. Về chuyện bánh rẻ hay là bánh đắt thì tùy người chơi cảm nhận. Về bình luận chung từ trang sự kiện thì mình thấy là nhiều người Hàn Quốc cho rằng là cái giá cả của cái sự kiện này là cả một vấn đề. Nhưng mà cũng có người luôn sẵn sàng trả tiền cho những thứ ăn chơi như vậy. Thông tin thú vị tiếp theo là về cái quá trình quảng cáo cho sự kiện live đặc biệt ở Hoyo Fair 2023 sắp diễn ra. Có rất là nhiều thông báo và rất là nhiều sự kiện liên quan. Nếu anh em chưa từng xem qua những cái sự kiện live dạng này thì anh em có thể lên kênh YouTube của mình hoặc là kênh Hoyo Lab chính thức để theo dõi lại cái live trước đó để biết là chương trình nó như thế nào nhá. Những cái chương trình dạng như thế này thì sẽ không có cốt nguyên thạch, nhưng mà cái nội dung của nó thì rất là giải trí. Mình hy vọng là live lần này anh em sẽ dành thời gian theo dõi với mình nhá. Theo mình biết là tại cái thời điểm mình làm video thì chưa có thông báo về thời gian live cụ thể vào giờ nào, mới chỉ có thông báo là sẽ live vào ngày 15 tháng 4 thôi. Cuối live thì cũng có chương trình xổ số, và cái cách mua vé số thì đó là tham gia chơi sự kiện web sân chơi kỳ diệu mùa xuân nhé anh em. Về sự kiện sắp tới thì chúng ta có chương trình tuyển người live trên Twitch đã và đang mở đăng ký. Nếu anh em quan tâm thì có thể thử sức. Video hướng dẫn thì cũng đã có rồi nha anh em. Đây là bản tin cuối cùng của phiên bản Genshin 3.5 nên là những cái sự kiện in game thì có thể nói là nó đã không còn nhiều nữa, không còn gì cả. Sang tuần sau ngay thứ hai như thường lệ thì nhà phát hành sẽ spam những thông tin về phiên bản mới, về bản tin sự kiện và những cái thông tin quan trọng. Về banner của nhân vật nữa, mình sẽ tổng hợp lại ngay khi có thông tin chính thức nha anh em. Vâng, chào mừng anh em đến mục tin đồn. Trong tuần qua thì cũng có những cái tin đồn nhắc lại về dàn nhân vật 4 sao cho banner của Nahida. Theo mình thì những cái tin đồn sát ngày có banner như thế này thì nó ít sai. Nhưng mà không phải là tất cả những cái tin đồn đều như vậy. Chất lượng của tin đồn gần đây thì anh em cũng biết rồi. Một số tin đồn đáng chú ý khác thì mình xin được bình luận về nó nhé. Đầu tiên là về banner Riran ở 3.7. Nếu anh em có theo dõi tin tức liên quan đến Genshin thì hẳn là anh em có nghe về cái danh sách nhân vật Riran ở 3.7 rồi đúng không? Có những cái tên như là Anaitam, Yae Miko, Yoimiya, Kazuha. Một số nơi thì mình thấy còn gọi cả tên nhân vật khác như là Rensugen hay là Zhongli nữa. Cá nhân mình thì mình nghĩ là ngay ở cái thời điểm mà dàn 4 sao của banner Nahida còn chưa có thông báo chính thức như thế này mà đã có thông tin đầy đủ 4 nhân vật Riran ở 3.7 thì mình thấy nó hơi xú anh ạ. Tuy nhiên thì vì chuyện nó chưa xảy ra nên là mình cũng sẽ không thể nói trước là nó đúng hay nó sai. Những cái thông tin bên lề thì cho rằng là cái người gọi ra cái list Riran 3.7 này là một kẻ thường xuyên tung tin đồn giật tít câu view, chủ yếu làm video trên TikTok. Nhưng cũng có thông tin cho rằng là tín hiệu về banner mới này được một số người cho rằng là nó là thông tin chính xác. Về cá nhân mình thì mình cũng đã làm cái video dự đoán là Kazuha cùng với Renzugan sẽ Riran ở 3.7 từ một cái video khác rồi. Về Yoimiya thì có thêm tin đồn là sẽ có nhiệm vụ truyền thuyết ở 3.7. Như vậy tổng hợp lại tất cả những điều này thì mình cho rằng là có thể ở 3.7 sẽ có nhân vật Riran là Kazuha, Rensugen và Yoimiya. Đó là những nhân vật có tiềm năng lớn. Và theo mình thì mọi người cứ thoải mái dự đoán bởi vì những thông tin này thì chưa tin được đâu. Vâng, điều mình thấy hài hước nhất về cái tin đồn trong mấy tuần qua đó là về cái tin đồn về quan chấp hành phá tui. Ban đầu thì họ giật tít là những quan chấp hành như là The Doctor hay là Aikino không thể chơi được. Sau đó thì những tin đồn chuyển thành là sẽ chơi được ở một phiên bản nào đó. Rồi tin đồn lại trở thành là The Doctor chơi được sớm. Sau đó lại chuyển tiếp thành Alex Kino có thể chơi được luôn. Và cuối cùng mới đây nhất là tin đồn quay chóng mặt thành tất cả các quan chấp hành hầu như sẽ đều chơi được. Anh em nghe xong sẽ kiểu trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này, đây là đâu tôi là ai đúng không? Nếu bản thân mình là người đưa ra những cái tin đồn như thế này thì hẳn là khi soi gương thì mặt mình nó phải đỏ như gấc lên bởi vì quá xấu hổ. Nhưng thật may đó không phải là mình đưa tin anh em ạ. Vâng, nhớ lại thời điểm mà trước khi Sumeru update thì có tin đồn rằng Sumeru sẽ có phong cách của một nền văn minh lưỡng hà. Mình đã search thử và cảm thấy vô cùng thú vị với những thông tin đó. Và ở thời điểm hiện tại khi chúng ta đã sang Sumeru rồi thì anh em cũng thấy rằng có đôi nét trong cái kiến trúc và cảnh quan giống với tin đồn từ ngày trước. Vậy những thông tin này thì có gì liên quan? Đó là tin đồn rằng Lan sẽ có một cái phong cách của nền văn minh Maya. Và khi mình search thử thì mình thấy thật sự thú vị, có rất nhiều cảnh quan mà mình tin rằng là ở trong mỗi người chơi đã có lúc tưởng tượng ra những cái khung cảnh này khi nhắc đến Hỏa Quốc, đúng không anh em? Với cái tông màu là màu đỏ chủ đạo. Ở tin đồn này xuất hiện theo mình là dấu hiệu cho thấy nhà phát hành họ đã hoàn thiện tương đối đầy đủ các cái phiên bản cho Thủy Quốc và chuyển sang Hỏa Quốc rồi. Vậy anh em nghĩ sao về những thông tin này, anh em hãy để lại bình luận nhé. Ok anh em, đó là cái bản tin cuối tuần của tuần này nhé. Mình đã tổng hợp những thông tin nổi bật trong tuần và bình luận về những cái thông tin hấp dẫn. Hy vọng là anh em sẽ thích nó và có những giây phút thư giãn giữ lửa cùng với Genshin. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong những bản tin của phiên bản 3.6 nhé. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, mình đã rất nghiêm túc đây. Bye bye anh em.